Sáng nay thì ông Tôn Bằng ông lại tiếp tục livestream, và đợt này livestream thì ông lại tiếp tục réo tên của chị Hằng Du Mục. Cái đó là cái chuyện mà em nghĩ chắc ai cũng biết rồi đúng không? Làm sao mà không réo được. Trời ơi. Sáng nay thì bày đặt khóc, dạ nước mắt anh rơi, trò chơi kết thúc rồi đó. Phim Cô Dâu 8 tuổi còn có tập kết mà sao tôi thấy ông với bà ly hôn mà sao tôi thấy không có cặp kết gì trơn vậy? Sao cứ lên nói hoài vậy? Làm tôi mắc liền, mắc lên phải lên clip nè. Rồi, hôm nay thì còn réo tên thêm một nhân vật nữa, đó chính là Quang Linh. Cạn lời luôn. Thắng làm vua, thua cải lý. Anh sai, anh cải lý sự dữ lắm. Dạ, anh lên đổ thừa Quang Linh. Tại vì Quang Linh mà gia đình ông mới lại thôi anh à. Thôi. Tại mình nè. Tại bản thân mình. Bản thân mình ghen vô cớ. Bản thân mình kiểm soát người khác. Bản thân mình gọi là ích kỷ, ấu trĩ nè. Bản thân mình nói chung là quá tệ rồi. Đừng đổ thừa nữa. Em nói thiệt luôn, ông này không phải Tôn Bằng đâu. Họ đổ tin thừa hay sao mấy chị ơi? Cái này nha mọi người nha, là em nghĩ là phải càng nhiều người lên tiếng. Ông đang tính gọi là ăn không được phá cho hôi mọi người. Bây giờ ông đổ thừa. Cái này là chà đạp danh dự người khác nha mọi người nha. Chà đạp danh dự người khác sao tự nhiên nói người ta đang trai tân vậy là đi nói người ta cặp bồ, với lại phá vỡ gia đình hạnh phúc người khác. Nói vậy chắc tôi khóa miệng không lại quá à. Rồi chưa hết đâu nha mọi người ơi. Em nghĩ mọi người nên, thật sự là mọi người nên kiểu giống như là mạnh tay triệt luôn. Chiến này là coi như là líu lo không cần, gọi là con chim không cần líu lo nữa. Chứ để mà ngày nào lên cũng nói mấy chị đã câu chuyện người ta muốn im rồi. Bây giờ chị Hằng đang bắt đầu buôn bán kinh doanh lại rồi mọi người. Chị đang hoạt động rất là bình thường lại luôn. Nhưng ổng thì không. Nhà cửa cũng có, tiền chu cấp thì không cần. Giờ ông muốn đi chơi với ai, ông muốn làm gì, ông làm muốn kinh doanh sao kệ ông. Làm ơn đi trời đất ơi, gửi lời đến ổng giùm tôi đi mấy bà ơi. Đừng kêu gọi tên ai nữa hết trơn á nha. Ông này cầu mong cho hết tháng 7 đã nhốt ông lại giùm tôi cái mệt thiệt sự.